Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh là TK Bonsai cũng đến chỗ anh Kiệt ở thị trấn Nga Sáo, tỉnh Hậu Giang, và có review một cây vú sữa khủng nha bà con. Rồi chào anh Kiệt Kiệt ơi. Chào anh Quốc ơi. Chào bà con đang xem kênh loại TK Bonsai. Hôm nay em có cây vú sữa này muốn giao lưu đến bà con, nếu mà anh em nào cảm thấy hợp nhãn thì giao lưu em qua số điện thoại 0120 233 7754, cũng là số Zalo của em. Dạ. Yeah. Rồi mình giới thiệu cây vú sữa không đi anh. Cây vú sữa này nó cũng khoảng 40 năm rồi đó anh em. Dạ. Yeah. Cây này nó có cái dáng rất đẹp, cái dáng nó bay mà nó hồi đầu trở lại. Này vú sữa gì anh? Vú sữa này vú sữa ương hột, mà vú sữa hột hồi xưa trái nó bự, mà đặc biệt cái là nó chín, nó màu vàng rất đẹp. Sữa hột hồi xưa ha. Vú sữa hột. Bây giờ là trái nó màu xanh ha. Giờ cái khi mà chưa chín, trái còn non thì nó màu xanh, mà nó chín rồi thì nó màu vàng. Cái sữa này em cắt nhánh nó được 2 năm rồi. Hiện tại là nó mới đậu được vài trái. Em quay cho anh em xem để thấy được cái mặt trái của nó. Hơi xa quá nên không thấy rõ trái ha. Rồi. Trái là màu xanh ha anh. Trái non thể ra màu xanh như trái như sữa khác, nhưng mà nó chín rồi nó mới lên màu vàng. Vàng là vàng đậm mình luôn ha anh. Hay là vàng vàng tươi, nó cũng giống như là trái xài mình, nó chín vậy đó. Dạ. Này cao khoảng nhiêu anh? Chiều cao này em độ khoảng cỡ 5 mét à. Cao 5 mét. Chứ độ vậy thôi. Rồi mình hảo thử cái hoành luôn đi anh. Rồi em đo cái hoành. Xin tay chứ. Đây, hoành cũ trước không được. Hoành cái thước không hết rồi. Rồi, khoảng 160, 170 rồi đây ha. Trên 160 đó. Dạ. Rồi, xích lên đây thử anh. Xích ngay vào cái dòng eo này thử. Rồi, đó hoành thân á. Rồi, hoành thân hết đi. Thân nó được 132. Dạ. Để em đi qua mặt bên kia. Ghế nó làm ra tới đây luôn ha. Ghế này, bộ đế này đẹp lắm, đế này em không có móc ra. Thế anh em nào mà có chuyên về nó đó, rồi anh em làm nó hay hơn. Chứ em nói chung việc cái sữa em cũng không có bứng, nó không gành, nó muốn chóc già luôn ha. Rồi nó già chứ lắm mày. Rồi cái này là khoảng nhiêu năm à? Cái này em độ khoảng cỡ 40 năm á. 40 năm ha. Dạ, tại vì em biết nó từ lúc nhỏ tới giờ. Này khoảng thôi chứ mình đâu có biết chính xác ha. Dạ. Rồi nếu mà cây này bà con mà giao lưu rồi, nếu mà mình vận chuyển sao anh? Bà con muốn giao lưu thì cái cây này em bán tại chỗ. Bà con nào mà có cái phương tiện của bà con đó, thì bà con em bán tại vườn, với em không có bao quấn bao ship gì hết. Cây hiện tại nó nằm cách con sông khoảng 20 mét bà con.
Nếu mà có do bứng mình vận chuyển bằng đường sông ha anh. Rồi, vận chuyển bằng đường sông. Sông mình là xà lan đi được không anh? Sông này xà lan đi được, sông lớn. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cây này em xin giao lưu giá là 35 triệu. Tại vườn hay tại chỗ ha? Dạ tại chỗ. Trái dữ không anh? Này. Nói là hồi lúc mà mình chưa có cắt tàn thì trái nó nhiều, còn lúc mình cắt tàn rồi trái nó ít, nó đậu bông dữ lắm luôn, nhưng mà nó rụng chưa đủ sức. Cái này tán ngang chắc cũng khoảng 40 mét đi ha. Bán ngang cũng trên 4 mét ạ. Nó đâu có bọng hẹo gì ha anh. Có cái gốc này em cắt hồi lúc nhỏ tới giờ nó muốn lành rồi nè, cắt được có 5 6 năm gì chừa cái nhánh này cho nó kéo lại nè, nó muốn bít rồi. Nó chỉ có dấu đó thôi ha, chỉ có dấu đó thôi. Rồi. Rồi, vậy giá 35 triệu ha. Rồi, 35 triệu giao lưu tại vườn đó. Rồi, clip này chỉ có cây vú sữa đó thôi ha anh. Dạ, clip này em giao lưu với cây vú sữa thôi. Rồi. Rồi, nếu bà con thấy ưng ý hạt nhãn cây vú sữa thì điện thoại cho anh Kiệt giao lưu nha bà con. Rồi mình đọc số điện thoại lần nữa đi anh Kiệt. Rồi, số điện thoại của em là 0120233 7754. Dạ. Dạ cũng là số giao lưu luôn. Rồi chị mình tiếp này chỉ có cây vú sữa thôi ha. Vậy mình chào bà con luôn anh Kiệt ơi. Rồi chị xin chào bà con. Dạ. Rồi chào anh Kiệt luôn. Rồi kênh là TK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.